Mỹ nhân K-pop Solar MAMAMOO lên tiếng dằn mặt những đối tượng buông lời chê bai mặt mộc của cô song vẫn được thương cảm. Lý do là gì? Từng làm mưa làm gió mạng xã hội, Solar nổi tiếng khắp làng nhạc K-pop với nhan sắc quyến rũ cùng body nóng bỏng. Ấy vậy mà khi xuất hiện tại sân bay với mặt mộc, Solar MAMAMOO bị cư dân mạng chê bai thậm tệ vì nhan sắc khác một trời một vực so với lúc trang điểm. Tuy nhiên nhiều ngày trôi qua, nữ ca sĩ này vẫn bị netizen khủng bố với loạt tin nhắn chê bai và còn gọi cô là thảm họa mặt mộc. Đỉnh điểm khi đăng live stream trên Naver, Solar tiếp tục bị spam loạt bình luận chê bai mặt mộc. Không thể im lặng thêm nữa, mỹ nhân này đã lên tiếng dằn mặt anti-fan. Chúng tôi bay đến Thái Lan vào hôm nay và tôi đã đưa cho Moon Byun xem bức ảnh đó. Khi mới xem, tôi cũng vô cùng bất ngờ và thậm chí bị sốc vì khuôn mặt của mình, cùng bình luận ở dưới. Tôi không chắc là những người viết bình luận đó có đang xem live hay không. Các bạn à, các bạn không được làm thế, các bạn không được bình luận kiểu đó, ở đó chỉ toàn bình luận tiêu cực. Tôi sẽ kiện bạn, tôi sẽ làm thế. Nếu các bạn còn tiếp tục, tôi sẽ kiện các bạn. Nổi tiếng xinh đẹp, quyến rũ, nhưng Solar lại lộ mặt mộc kém sắc, già dặn tại sân bay. Đáng nói, chính bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng sốc trước loạt hình dìm hàng này gíp. Vì bị chê bai quá nhiều, Solar đã quyết định lên tiếng dằn mặt anti-fan, tôi sẽ kiện bạn, tôi sẽ làm thế. Nếu các bạn còn tiếp tục, tôi sẽ kiện các bạn. Tuy nhiên, Solar lại khiến netizen thêm thương cảm khi bộc bạch. Tất nhiên bất cứ ai cũng có thể trở nên xinh đẹp hơn khi trang điểm và cũng có thể trông kém sắc hơn khi không có nó. Nhưng sao các bạn có thể chỉ trích một người vì điều đó? Sao các bạn có thể, các bạn không nên làm thế phải không nào? Thật ra tôi đã bị tổn thương và cũng bất ngờ trước hình ảnh đó. Trên thực tế, Solar đã bị ống kính cùng đèn flash của phóng viên dìm hàng đến độ nhan sắc tuột dốc đáng kinh ngạc. Nhiều fan đã đăng tải hình ảnh ở góc độ khác và ánh sáng tốt hơn để giúp Solar lấy lại chút danh tiếng. Hình ảnh của Solar tại sân bay do fan chụp trông khác hẳn hình phóng viên chụp nguồn OK Pop KB.